nắng xeo mai sáng sớm. Ra đây coi người dân đi lưới ghẹ về. Ôi lưới ghẹ. Lưới ghẹ là nó chỉ dính ghẹ thôi ha bác. Ý là nếu mà có cá thì nó vẫn dính nha. À cá đuối. Con gì là con sang. Nó bò đâu rồi bác cầm chưa? Đây con gì ta? Nó độc quá. Cái đuôi nó thôi chứ. Cái đuôi nó. Con sang. Trời ơi. Đưa cây nó đi sỏ vào đó, xong cây nó lên. Sáng tôi lưới ghẹ dính nhiều ghê. Đi tắm biển có thấy ghẹ thì mua ghẹ chưa giờ. Đây nè anh có mua thì mua. Ghẹ đây ngon nè. Đây chắc để lưới này thì ngắn nè, chì nặng đánh sát đáy mới có được. Đúng rồi. Chứ còn cá thì chắc không có. Cái đó chắc cá chai. Con xem nó bò đâu ta. Cá đuối. Rết hết về mình giá lại thôi. Nó chết này vậy cái đuôi nó còn độc không chị? Còn. Thôi rồi vô nó chết phát nó công. Chứ cái ta biết mùi đời. Dạ thôi, cái này em không cần biết. Dính cá. Cái này cái gì ta? Cái chét bơi gần đấy cũng dính luôn. Ờ đoạn này vừa ở đây đây này cũng vậy luôn. Con này cũng ốp luôn. Chắc ăn nè. Đây này nãy giờ chưa được con nào chắc ốp hả? Đưa chị em cho em cầm coi thương xem mà biết ốp. À đúng rồi ốp là lũ mè. Chứ không phải là nó mới lột vỏ xong là nó ngon hay ta? Nó mới nột xong thì ăn lại ngon. Còn nó đang dở, nó được mấy hôm mà ăn không ra gì. À đúng rồi. Không nữa. Cầm nó không thấy thịt đâu luôn. Mấy con này cũng vậy luôn. À đúng rồi. Mua đây, gọi điện máy kia kêu đừng mua. Hai con xem. Cái kia mấy con này ta ăn được không ta? Chị con này ăn được không chị? Vậy là mình ăn trứng nó thôi hả? Có trứng mà ăn được. Ăn trứng thôi. Con này có trứng mới ăn được, ăn trứng thôi. Còn không ăn được thì chả biết con gì nó kêu quá. Con Sam. Bắt biển đây cho nó sống rồi. Bỏ đi. Ui nó cong lại kìa. Rồi, bơi luôn.
Ui con cua bự ghê luôn. Cái này sáng mình ra mình đánh sớm rồi mình vài tiếng sau mình gỡ cho luôn hai bác. Chiều hôm qua luôn. Chị mấy con nó dính sớm là nó sẽ chết. Bà nó che cho tí nó có đẹp gái nhưng con nhìn những con xấu gái nó muốn nhìn đâu. Tôi đâu rồi. Sao cũng an tâm nó mua không? Nhiều ghê. Con chín rồi hả? Không đâu biết đâu. Tôi thấy ấy thì hồi đang dùng kính viễn thôi. Biết ông đèn đi, bắt đèn ông đèn. Gọi điện mới hai mấy ông khỏi mua, anh có mua thì mấy ông khỏi mua. Mày mấy ông tắm biển chắc thì có cầm theo. Ui. Con đây con gì mà chân nó dài chứ? Cua huỳnh đế. Huỳnh đế hả? Cua hình đế. Cua hình hình đế. Cua con. Nghe điền đi. Cái điền anh kéo lên đấy. Cái đuối. Vì tính đây. Vì vậy nên là cứ túc tắc thôi. Cái đuối. Tính đây. Ốc luôn, dính ngót luôn. Tính đây cái đuối. Làm gì nào mà tao bơi sát đáy đúng không? Cho mình coi thôi. Cua này là cua gạch ha bác. Cua dễ mang vô. Siêu cua. Có. Đây mình nó kẹp phát rồi thôi xác định luôn nha. Cái đây mình nó kẹp phát là xác định luôn. Ốc gai. Gai không? Xung quanh gai không? Dài. Anh em đây cũng cấm à? Phải cấm không? Cấm hay được. Cầm hả? Không biết luôn. Mình thấy nó dày quá chắc ăn được không? Dở mấy anh ta càng cấm đó, càng cấm răng núi gì đó. Trời mới nhìn lại hết hồn, hàng nhìn hết hồn. Càng cấm. Em còn nhớ đời đi vào trong thằng cháu bác ra mẹ dân biển mà đi quán ở nhà thím Măng Càng về không ăn chê bảo đấy thím làm không ngon mà đéo mẹ xuống quán về ăn mẹ đúng một tháng là đi một cuốc uống lưỡi cái anh Càng cũng về nở lưỡi ra cái thằng bơm hay cái gì thằng lưỡi trâu bác ra mà càng như vậy chê nhờ nó mới lộ kiểu hai em rồi muôn ít về ăn thử kìa biển ngon không rồi thôi.